Xin chào tất cả bà con nhá. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Hôm nay Phương sẽ review cho quý vị chị quý bà con một siêu phẩm, một căn nhà diện tích rất là lớn luôn. Nói chung là tọa lạc tại một vị trí cực kỳ là đắc địa luôn. Ở đây như bà con thấy đường xá trước nhà là đường nhựa, đường thông nhé bà con. Đường nhựa rất là to, rất là đẹp. Đấy. Mà tiền đường thông thì ở đây quý vị chị quý bà con có thể thì kinh doanh buôn bán tạp hóa hay làm cái gì cũng vẫn được, vẫn ok nhá. Ở đây là diện mạo mặt tiền phần trước nhà này, quý vị chị nào mà thấy đẹp thì có thể áp dụng làm theo nhé. Đó, em review một chút phần mặt tiền cho quý vị chị quý bà con cùng tham quan. Ở đây là con đường thông ôm cua bên tay trái, là chúng ta sẽ ra bên ngoài khu dân cư lớn bên ngoài nhé bà con. Hệ thống đèn điện chiếu sáng này, đèn cao áp có đầy đủ hết luôn nhé bà con. Điện đây sẽ là điện âm dưới lòng đất hết, cơ sở tầng đường xá rất là sạch sẽ luôn. Bây giờ mình sẽ vô trong mình review cho bà con cùng tham quan. Căn nhà này mình sẽ làm hai bên ô cửa chính. Thì một bên sẽ là cửa bên tay phải của chúng ta sẽ là cửa dành cho xe hơi ra vào. Còn bên tay trái của chúng ta sẽ là cửa dành cho khi mà chúng ta ra vào mà không cần phải mở cửa quá to. Đúng không? Chúng ta sẽ ra vào bằng cái cửa này. Em bà con thấy nhá. Đấy, còn đây là cửa cuốn để dành cho chúng ta để xe hơi vô bên trong nhà thì chúng ta sẽ đi cái cửa này nhá. Trên con lan can rất là đẹp luôn, cái phần mái, phần mặt tiền thì rất là sang trọng. Đấy, quý vị chị nào mà thấy đẹp thì có thể áp dụng làm theo nhé bà con. Đấy, và bây giờ em sẽ đi vô bên trong nhà nhé bà con. Ở đây chúng ta sẽ có cái vỉa hè là 3m này, vỉa hè rất là to, rất là rộng thoáng. Hệ thống thoát nước ở đây cũng rất là ok luôn, đất cao ráo, không có mưa gió ngập lụt gì cả nhé bà con. Thôi em sẽ đi vô trong. Trước khi đi vô nhà mình sẽ có một cái bậc cấp ở đây này, đi lên trên nhà nhá. Đi lên trên nhà, cánh cửa đây sẽ cửa hai cánh, cửa sinh pha nhá, cửa nhôm kính sinh pha. Rất cao cấp với kính cường lực nhá. Hai bên đầu cửa có đèn điện chiếu sáng này. Đó, em sẽ đi vô trong nhà nhá. Vô trong nhà, đây là một không gian cũng khá là rộng rãi. Đây là không gian của phòng khách nhá. Phòng khách này chúng ta có thể để xe hơi này, để xe hơi bên tay phải, rồi bên tay trái của chúng ta sẽ để những bộ bàn ghế sofa hay là để cái gì chúng ta kê cái gì được nha. Chung là rất là thoải mái luôn. Rồi ở đây thì căn nhà này thì cũng có ốp chân tường lên cao 1m2 này, rất là đẹp. Thường những căn nhà mà được đặt trước thì chúng ta sẽ được ưu ái ốp chân tường như thế này nhé bà con. Không thì chúng ta sẽ trang trí theo cái mẫu nhà phố hiện đại thì chỉ ốp nem lên cao 10 đến 15cm thôi. Ở đây là hệ thống trần của chúng ta, trần đây sẽ là trần hộp, trần thạch cao, trần kiểu như bà con. Hệ thống đèn chùm nhìn rất là hoành tráng luôn. Giữa nhà có một cái quạt trần như thế này này, sẽ tạo ra một không gian rất là mát mẻ cho ngôi nhà nhé bà con. Ở đây, ở đối này sẽ là cửa cuốn điện nhé bà con, cửa cuốn điện, cửa cuốn này, cửa cuốn Đức nhé bà con. Đấy. Ở đây sẽ là có cái hệ thống điều khiển điện và cửa cuốn lên xuống này, lên trong này. Phần cầu thang chúng ta sẽ ôm cua theo lối ra ngoài, lối bên tay phải. Chỗ này chúng ta sẽ có cái không gian phòng khách để đây. Rồi chúng ta sẽ có một không gian nhà bếp lớn ở chỗ này nữa nhá. Một không gian nhà bếp lớn với một cái vách ngăn phong thủy như thế này, kiểu dáng quầy ba. Rồi trong đây chúng ta sẽ có một cái không gian của cái không gian nhà bếp thì có được trang bị đầy đủ tủ bếp như thế này này, tủ trên tủ dưới làm đầy đủ cho bà con luôn nhá. Rồi cái màu kính bếp mình cũng khá là xinh xắn, cái màu xanh xanh lá. Rồi tặng kèm cho bà con bộ tủ bếp như thế này nhá. Rồi bên trong đây chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ ở bên dưới. Đây là một con nhà có phòng ngủ dưới nhá. Gia đình nào có cha mẹ già ai thì rất là thích hợp luôn. Bà con có thể tận dụng không gian phòng ngủ dưới cho những người già mà người ta ngại lên lầu trên lầu dưới nhá. Đây là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 thì có hệ thống đèn trần cũng rất là đẹp luôn. Rồi trong phòng thì có dây chờ điều hòa đầy đủ hết. Mai này về quý vị chị quý bà con ấy có ráp điều hòa thì không phải đục quét gì cả. Có cửa sổ phía sau này, rồi CB máy lạnh để đây. Chúng ta không gian rất là rộng rãi. Phía sau nhà thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh, nhà tắm kết hợp nhà tắm luôn. Đây chúng ta sẽ thấy này, ở đây sẽ là không gian nhà vệ sinh, nhà tắm. Chúng ta sẽ có cái lavabo rửa mặt này, có gương soi này, rồi ốp nát lên tới nóc nhà luôn nhá. Đấy, ốp nhìn rất là sạch sẽ luôn. Trong này có hai cái đèn khá là lớn. Rồi bồn cầu để đây, hai bồn cầu. Rồi vòi tắm sen có đủ hết luôn nhá. Sen đây cũng rất là cao cấp, sen cực kỳ đẹp luôn. Sen thuyền nhé bà con. Mình gợi ý một chút cái giá bán của căn nhà này là 2 tỷ 695 triệu nhé bà con. Thiện chí liên hệ em Phương để đi mua căn nhà này nhá, đi coi viện phí. Tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, gần ngã tư Bình Chuẩn và ngã tư Miếu Ông Cù ấy. Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương.
Đấy, một căn nhà rất là to, rất là đẹp, rộng, thoáng, sạch sẽ, an ninh rất là tốt, khu dân cư ở rất là đông đúc luôn, ngay gần các trường học, ngân hàng, bệnh viện và đặc biệt đi chợ gì đâu đó khoảng độ 500-700 mét thôi. Quý vị anh chị hãy liên hệ ngay với em Phương để đi coi nhà nhé. Bà con nào mà ở gần chợ Tân Phước Khánh thì có thể tới chợ Tân Phước Khánh, mà gần ngã tư Bình Chuẩn thì tới ngã tư Bình Chuẩn em đón nhé. Đấy, nhà này pháp lý là sổ Hồng Liên có sẵn nhá, hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% luôn. Bà con chỉ cần trả trước 700-800 triệu thôi, ngân hàng sẽ hỗ trợ phần còn lại cho bà con. Bây giờ bà con cùng theo chân em để lên trên tham quan cái phòng ngủ này xem có cái lầu này xem có cái gì nhá. Bên ngoài chúng ta sẽ có một cái phòng sinh hoạt chung. À, phòng này ở nơi này chúng ta có thể làm phòng thờ được nhé bà con, làm phòng thờ này, không gian phòng thờ để ở giữa này, đó thì cũng rất là đẹp, khá là hợp lý luôn. Rồi lối này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì cũng khá là to luôn bà con ạ, phòng ngủ số 2 cũng khá là to, phía sau có cửa sổ nhá, cửa sổ thì bên ngoài có lối thoát hiểm luôn bà con. Đấy, mình mở cửa cho bà con tham quan này, đó bà con thấy không, lối thoát hiểm này. Để lấy gió lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà nhá. Đứng đây là nhìn thấy bầu trời ngay đây rồi. Đó, bà con thấy không? Rất là tiện. Rồi, em sẽ đi cho bà con tham quan một chút ở phía trước. Cửa phòng nhà này sẽ xài cửa sinh pha hết nhé bà con. Xài cửa sinh pha hết. Rồi phía sau này chúng ta sẽ có một cái nhà tắm nữa này. Nhà tắm rất là to, rất là khổng lồ. Thì trong nhà tắm thì chúng ta sẽ có những cái gì? Một cái lavabo rửa mặt ở đây. Rồi cái gương soi, bên trong thì có một cái vòi tắm hoa sen, vòi tắm sen cao cấp. Rồi bồn cầu cũng được lắp đầy đủ hết cho bà con nhá. Đó, ốp đan lên rất là cao. Rồi ok, em sẽ cho bà con tham quan một phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 ở đây. Phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì nói chung là rất là nhiều kiểu nhé bà con. Chúng ta có thể làm phòng thờ này, phòng gì cũng được. Phòng thờ chúng ta nên để ngoài này thì cũng được, cũng đẹp hơn. Hoặc để đây được, phòng ngủ số 3 nhé. Đấy, phòng ngủ này cũng khá là đẹp. Phòng ngủ số 4 thì chúng ta sẽ rộng hơn một chút. Có cả ban công ra bên ngoài luôn này. Đấy, thấy không? Rất là lịch sự luôn, mà giá cực kỳ rẻ luôn, đảm bảo với quý vị chị quý bà con tìm quanh đây không có căn thứ hai. Căn này là cực kỳ rẻ rồi, chỉ có 2 tỷ 695 triệu mà chị quý bà con có thể sở hữu một căn nhà VIP, nhà đẹp như thế này thì bà con nên nghiên cứu qua. Đấy, khu dân cư rất là đông đúc nhá. Phía trước là chúng ta sẽ có một cái kho của điện máy xanh. Đây là kho đồ của khu sản xuất nhá, cho nên là không có bụi bặm gì đâu, cho nên bà con yên tâm. Đó, bà con thấy không? Rất là đẹp, rất là hoành tráng. Đấy. Dân cư ở rất là đông đúc, an ninh cực kỳ tốt luôn, nhà thì cực kỳ đẹp, cực kỳ mới. Rồi, bà con cùng theo chân em coi tiếp xem là có cái gì hot ở phía trên nhá bà con. Đây là một cái cầu thang đi lên lầu trên nữa này. Bên trên này có cái gì hay thì bà con cùng theo chân em lên trên nhá. Nhà này là một lầu một trệt mà tự nhiên có cầu thang ở đây nữa này. Đấy, có cầu thang đây. Hóa ra trên đây là một cái sân thượng bà con ạ. Hóa ra là trên đây là có một cái sân thượng. Quá là tuyệt vời. Đấy, bà con thấy không? Tận dụng không gian này tối lên đây uống trà, uống nước, hút thuốc hoặc là ngồi ăn nhậu ở trên này, hoặc là làm đồ nướng, nướng BBQ. Rất là tuyệt vời, rất là hợp lý luôn. Quá là rộng rãi, sạch sẽ. Không những có sân trước mà lại có cả sân sau nữa. Đấy, bà con thấy không? Quá là VIP luôn. Rồi đấy, nói chung là đây một căn nhà rất là tuyệt vời. Quý vị, chị, quý bà con nên tham khảo qua. Và nếu mà thích thì yêu thích thì có thể mua cho mình căn nhà này để về mà an cư lập nghiệp nhé bà con. Dân ở rất là đông, đường thì đường thông luôn nha bà con. Vị trí quá là đẹp luôn. Bà con hãy liên hệ ngay với em Phương để đi coi căn nhà này nhé. Cảm ơn bà con đã coi video của em. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con ở video mới nhất. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Pháp lý của cái căn nhà này là sổ Hồng Riêng có sẵn nhé bà con. Sổ Hồng Riêng có sẵn. Khu dân cư này có đến hơn 1.000 căn nhà. Đấy, người ta đã ở rất là đông đúc rồi. Ở gần như là kín luôn rồi bà con nhé. Thì hãy liên hệ ngay với em Phương để đi sở hữu căn nhà này nhé. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Đây là giá rẻ nhất khu vực này. Quý vị chị hãy nhanh tay, nhanh chân liên hệ với em để sở hữu căn nhà này nhé. Rồi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.